Muốn chăm sóc chim cô gái mà tiết kiệm thời gian thì không nên bỏ qua cái mẫu lồng chim cô gái trái đào, bởi vì tính tiện lợi của chiếc lồng trái đào, nếu mà anh em đã nuôi thì anh em sẽ biết đúng không ạ. Với những cái chiếc lồng trái đào thì cái phần đế này rất là dễ tháo lắp, và phần cửa nữa thì anh em chỉ cần tháo những cái phần nan rút này lên thôi, rất là tiện lợi để anh em dễ dàng chăm sóc vệ sinh cho chim. Với em lồng này sẽ là size 36 cm, phần nóc phía trên thì siêu thị lồng chim có lợp lá cọ phía trên nhé. À, lợp mo cau, xin lỗi anh em. À, mẫu này lợp mo cau. À, tuổi thơ của chúng ta thì những anh em mà ở vùng nông thôn ngày xưa đúng không ạ, thì sẽ gắn liền với những chiếc mo cau, với những trò chơi đó. Và chiếc lồng này thì bên sẽ thiết kế là form trái đào xuôi nhé, và có thiết kế hai lỗ đựng thức ăn này, hai bên rất là tiện lợi. Toàn bộ chiếc lồng được làm bằng tre già và khung mây, siêu bền cho anh em. Đấy, anh em chơi thoải mái luôn đấy. À, và cái chiếc lồng này thì em có thiết kế ở cái phần móc này thì sẽ là thiết kế móc dài nhé. À, chốt này thì em đang chốt tạm này. À, khi mà gửi hàng cho anh em thì em sẽ tháo rời cái phần móc ra để tiết kiệm cái chi phí vận chuyển cho anh em, cũng như là cái lồng nó sẽ được đảm bảo hơn, vì khi mà lắp móc vào thì nó đi nó cồng kềnh, nó cũng khó đảm bảo hơn này. Tháo ra thì rất là tiện lợi. Anh em là chốt tạm, khi anh em nhận thì anh em sẽ chốt nhé. À, cái mẫu này thì sẽ là chốt xuyên qua, tức là cái chiếc móc của chiếc lồng này thì em sẽ thiết kế là cố định. Với một số các mẫu lồng thì sẽ thiết kế là móc xoay được 360 độ. À, riêng em lồng này thì sẽ thiết kế là móc cố định nhé. À, form lồng trái đào size 36 cm. Và nếu anh em yêu thích chiếc lồng này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để sở hữu. Ngoài chiếc lồng này ra thì bên em còn rất nhiều các cái mẫu lồng khác nữa, như là chim cu gáy này, cho chim cu gáy chằm màu họa mi khiếu che lửa, để phục vụ tất cả các anh em. Và anh em nào chưa follow kênh thì nhấn ngay biểu tượng follow kênh để cập nhật các mẫu lồng mới tại siêu thị lồng chim nhé.